Vâng, em chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Vâng, đây là một mẫu xe Porsche Sit 2011, máy zin và không hề có hơi thừa. Vâng đây ạ, không hề có hơi thừa anh chị nhé. Này, máy zin không có tí hơi thừa nào luôn. Trời tối mà quay như này là các bác biết ngay là có hơi thừa hay không. Không có các bác nhá, không có mà máy zin luôn. Em khẳng định là máy zin luôn anh chị này. Tuyệt vời các bác nhé. Và sau đây em sẽ giới thiệu qua về chiếc xe này cho các bác ạ. Vâng, em Khanh xin kính chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Vâng, một mẫu xe Porsche Sit đời 2011 em vừa mới về tới xưởng. Vâng, vừa về mới xưởng. Và chiếc xe này em cam kết các bác rằng là zin từ đầu đến cuối nhá, zin hết anh chị này, zin hết. Đấy, cabo, yếc ốc vẫn zin. Và kính này, kính đều zin hết. Kính zin anh chị nhé. Đấy, kính vẫn zin này, kính zin hết, không có một cái gì là không zin cả. Và có duy nhất là một cái đèn này là thay thôi anh chị nhé, đánh bóng lên chứ không phải thay, đánh bóng lên. Và khẳng định là zin hết, máy zin, số zin. Và có lốp thay rồi, lốp vừa mới thay. Vâng, xe zin nhưng mà lốp mới thay anh chị nhé, thông cảm em tí vì em nhầm nhỡ mồm. Máy zin, thân vỏ zin và lốp mới thay. Vâng, rất là đẹp anh chị nhé. Em vừa mới về tới nhà. Vâng, thì anh chị có nhu cầu sử dụng mẫu xe này thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0943 62 621 nhé em Khanh. Vâng, chiếc xe này mới về thì em quay tạm lên cho anh chị này. Và ngày mai em sẽ quay chi tiết chính thức cho các bác về chiếc xe này. Rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này em khẳng định với anh chị là một chủ từ đầu luôn. Bác chủ mua chiếc xe này là bác làm cái đăng ký kinh doanh, và chiếc xe này đang đứng tên bác ấy. Và có đầy đủ tất cả thông tin về bác chủ xe. Xe khá là đẹp chuẩn chỉ này. Anh chị mà có nhu cầu sử dụng về cái mẫu xe Porsche Sit tẻ van mà đẹp xuất sắc, đẹp tuyệt đối, mà đẹp phải nói là không có gì tả bằng, thì đây là chiếc xe khá là đẹp. Vâng, với những người mà đi xem xe lâu năm như em về cái dòng xe Porsche Sit này, thì hôm qua em dám xuất tiền em lấy một chiếc xe như thế này. Đấy, thường thường là không dám, không ai dám mua đâu, nhưng mà với em dám xuống tiền để mua chiếc xe này. Chiếc xe nó quá đẹp nên là mình phải mua với giá nó hơi cao một tí, nhưng mà phải nói là xe cực chất luôn, từ máy số tất cả thứ gì hết, ngoài lốp mới thay. Vâng, và có bảo dưỡng thay bi mai ơ rồi ạ. Vâng, có bảo dưỡng thay bi mai ơ rồi. Thực ra em kiểm tra này em biết luôn, xe khá là đẹp chuẩn chỉ. Nếu mà anh chị mà chạy chiếc xe này thì phải nói là rất là chắc chắn, em chạy đường tất cả thứ vít lên 120, 130 rất là bình thường luôn, rất là ok luôn. Và máy phải nói là rất là chất, rất chi là chất luôn. Đấy, zin toàn tập mà các bác, zin toàn tập nên là cabo tất cả thứ vẫn còn nguyên này, ốc cabo này chưa có ra. Đấy, và ốc chân máy đây ạ. Ốc chân máy anh chị nhìn này, ốc chân máy đây ạ. Đấy, chưa có vết mở ốc nhá. Đấy, chị nhá. Zin là mình phải xem những như thế các bác nhá. Khẳng định luôn là xe rất là chất, rất chất lượng luôn. Nếu anh chị mà mua chiếc xe này đi thì quá là yên tâm luôn, vừa đi gia đình này, vừa chở hàng này. Phải nói là rất là đẹp. Lâu lắm rồi em mới mua chiếc xe 2011 này. 11 đẹp rồi. Các bác nhìn này, từ những cái đường keo như này nhá, là keo có zin đấy các bác nhá. Em soi đèn rất là cẩn thận cho anh chị ấy. Đấy, và kính ấy, là kính liền nhá anh chị nhá, kính là kính liền đấy, không phải là kính kia đâu, nên là nhìn xe rất là sang trọng luôn. Đấy, kính này là kính 2018 các bác ạ, kính 2018 luôn chứ không phải là kính theo xe. Các bác lúc vậy em có gì, nhưng mà cái kính này là bác cái độ lên để bác ấy chạy du lịch cho nó đẹp. Đấy, nên là nó rất là ok luôn. Đấy, anh chị nhìn chưa, hai bên là kính liền rất là đẹp. Các bác mà kiếm được một mẫu xe mà chạy hợp đồng du lịch từ đầu xong là khoán cải ra như này thì nó rất là chi là ít luôn, rất ít luôn. Vâng, em vừa giới thiệu qua cho anh chị về một mẫu xe, đó là Porsche Sit đời 2011. Vâng, một mẫu xe phải nói là zin tuyệt đối. Đấy, trừ những con lốp mới thay và kính độ lên cho đẹp thì là cái đấy em là mới thay vào thôi. Anh chị nhá. Vâng, em xin tạm ngừng clip ở đây. Mai sẽ quay chi tiết về cho anh chị về cái mẫu xe Porsche Sit đời 2011 này ạ. Vâng, em xin chào tất cả quý vị anh chị nhé.